Ok, hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Dũng Bình đây. Thì hiện tại Roblox đã có sự kiện nếp hớp rồi nha. Thì sự kiện này nó sẽ cho mình nhận những cái vật phẩm miễn phí rất là ngon ăn luôn nha em. Thì đầu tiên thì nó sẽ cho mình nhận được hai cái này. Đó chính là một cái kính phi tiêu với lại một cái nón phi tiêu nha em. Rồi giờ này anh em thấy nhận như thế nào ha? Cái cách nhận của nó như thế nào thì anh em hãy xem hết cái video này nha anh em ơi. Ok, vô rồi anh em ơi. Thì đây là giao diện của cái sự kiện nếp hot lần này nha anh em. Thì đầu tiên anh em sẽ qua đây, qua bên cái hướng này để gấp thú. Thì gấp như thế nào anh em chỉ cần bấm dưới đây. Đó, gấp lên. Rất là đơn giản luôn. Ok, và cuối cùng anh em nhận được gì? Một cái đen cap. Đó chính là một cái nón phi tiêu nha anh em. Đó, đó rất là dễ luôn. Đi vô đây bấm E phát rồi lụm thôi. Đó, đó là xong được một cái nón rồi nha anh em. Rồi giờ qua tiếp tục đến cái kính. Cái kính thì mình làm như thế nào nè? Cái kính giờ thì mình hãy đi qua bên phải nha anh em. Và những cái kính thôi. Rồi anh em sẽ chọn súng. Và tôi sẽ chọn súng Tulip laser nha anh em ơi. Ok. Rồi tiếp tục làm sự kiện thôi. Và giờ thì mình chỉ bắn những cái mục tiêu nó hiện lên để kiếm điểm nha anh em. Đó, anh em hãy bấm nhanh nha. Bắn cái những sự kiện nha anh em. Ui, khó đấy nhờ. Ý gì vậy? Không biết bao nhiêu điểm mới được nha. Ok, tôi nhận được rồi nè. Nó nằm ở góc phải nên em. Đó, thế là tôi nhận được hai nhiệm vụ và được hai vật phẩm. Ôi giời, đơn giản không nè. Quá là đơn giản luôn. Rồi. Và xong hai nhiệm vụ rồi anh em ơi. Thì giờ anh em chỉ cần đi ra ngoài avatar và xem thử coi hai cái vật phẩm nó đã hiện ở trong túi của anh em chưa nha anh em. Ok, và cuối cùng thì nó cũng đã nằm ở trong cái túi của tôi rồi nè anh em ơi. Đó, được hai vật phẩm rồi nè. Đó, rất là dễ luôn, chưa tới làm nhiệm vụ, chưa tới 5 phút tôi nói thiệt. Cái video này tôi chưa chắc là đã tới được 5 phút chưa rồi. Đó, một kính là kính phi tiêu và một cái nón nuột cap, đắt cap. Wow. Sự kiện mới nha anh em, mới ra luôn đó. Tôi làm liền á. Nó rất là đẹp nha. Cái vật phẩm này cũng rất là đẹp luôn. Rồi. Thì anh em hãy nhớ lấy những cái vật phẩm như cái sự kiện cũng rất là vui. Nó tạo ra sự kiện cho mình làm event hay là gì đó để mình kiếm được những vật phẩm mới ha, để sưu tầm được các kiểu anh em. Và anh em nhớ cho tôi một like và một subscribe, và anh em nhớ bình luận ở bên dưới để cho tôi biết là anh em đã nhận được vật phẩm hay chưa nha anh em. Ok, và mình xin kết thúc video tại đây. Mình là Vũ Bình Gaming, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo. Chúc anh em có một ngày tốt lành. Bye bye.